Shopmoviet.vn bán ít liên quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Các đồng chí có thấy một sự thật hiển nhiên không? Mỗi khi đồng chí Béo ra trận để kéo thì mặt trận kiểm lâm lại xuất hiện, chúng nó dàn hàng ngang rất là đông và vô cùng nguy hiểm, lại còn manh động nữa chứ. Đấy, đẩy này, chạy ra sau mông Béo kéo. Tính đẩy Béo, nhưng mà có biết người lạng mông nhất game Eco Bay là anh Béo không? Mà lạng mông thế thì đẩy sao có thể dịch chuyển được hả anh Superman ơi? À không, anh Superman ơi. Superman quá đen. Bởi vì trận này có hẳn là 5 tướng thì mình có khả năng phá trạng thái phi hành. Đấy anh em ơi, kéo bùa phá bùa khó cực kỳ luôn. Thành ra anh em có thể là ép vô mid để khiến mid team mình dễ chơi, và mid team bạn sẽ bị áp lực nha. Nhưng mà quả mút hơi bị ngu người, nhưng mà kéo là perfect. Hay, tuyệt vời, hai lần fort rơi thì chạy làm sao cho nổi. Hôm qua bên Thái này, bên Đài họ đã nhá hàng một chiếc phi thuyền không gian vào vũ trụ, khám phá không gian, bảo vệ tài nguyên không gian. Chắc chắn là trong phi thuyền đó không chỉ có một tướng đâu, thậm chí là có 3 tướng anh em ơi. Ngoài cáo siêu thanh thì hôm trước mình đã review Phoenix phi hành gia rồi, thì có Béo phi hành gia và Timmy phi hành gia nha. Biệt đội phi hành gia sắp xuất hiện rồi. Và Việt Nam chúng ta thì cũng sắp có thông tin về những trang phục phi hành gia thôi. Rất là mong chờ. Không biết là Béo phi hành gia nó như thế nào. Chắc là cái bộ giáp giống như những nhà phi hành, du hành vũ trụ thôi. Khám phá mặt trăng, khám phá sao hỏa gì gì đó, kiểu kiểu như vậy. Hướng kỹ năng thì giống đại chiến ngoài hành tinh, những bộ phim ảo tưởng gì gì đó anh em ơi. Ê, bình tĩnh. Wow, cái đồng chiều chiều cuối tốc biến của mình nó hơi mù mắt, không sao, bảo kê này. Về bạn ơi, không được rồi, không chạy được luôn, vừa dính giáo, vừa dính quả áp sát của Tunen, nhưng mà Tunen quá tham là thâm nha. Hiện tại Béo vẫn là con tướng đỡ đòn có tính đột biến khá là cao trong game Eco Bay. Chỉ cần anh em kéo trúng, các bạn mút tốt thì sẽ làm được rất nhiều thứ cho team. Rồi này, kéo vào đây. Có chiêu cuối bạn ơi. À, chưa có chiêu cuối à. Rồi, mút. Đấy, cái quả mút của mình ý, kéo nó được miễn khống chế nha. Và anh xịt đỏ lại đen rồi. Bình thường nếu mình không bật chiêu cuối chuẩn xác vào đấy thì sẽ bị đẩy vô. Ôi thôi xong rồi, mình yếu máu mà. Đáng nhẽ vậy, bạn phải chạy đi. Làm gì ai còn máu đâu, ở lại bạn đấy ăn cả ba đấy. Nói chung Béo sinh ra để do những các bạn Béo chơi nha. Không phải, cho các bạn vui tính chơi nha. Phong cách kéo lúc nào cũng sướng, lúc nào cũng kiểu là vui, mà kéo phát trúng là có mạng ngay. Và tất nhiên là kéo về để cho team hội đồng rồi, nếu không có team thì đừng có kéo về nha. Nên là kéo lúc nào móng mỏng thôi, kéo phải tanker, Arthur nó gõ cho veo đầu cả team. Trận này team mình có mỗi mình là tanker, còn đâu là toàn móng mỏng thôi. Arthur này. Rồi về, team bạn quá đông. Rồi Vena xuống đã, kéo không được. Ở đấy kéo trúng Tunen là có mạng rồi. Từ từ nha, để mà các bạn lộ sai thả tim cái đá thì kéo nó dễ hơn. Thôi về anh em ơi. Về lên đi. Arthur hổ báo này, Arthur hổ báo nhưng kéo trúng thỏ rồi. Ok, từ thắng xông lên đẩy trụ nào. Arthur làm gì vậy? Kìa, bút bẩn, trời ơi. Một pha xử lý đây mang tính chất bút bẩn cực kỳ lặng lề. Wow, chí mạng kìa. Từ từ nha, mình chưa có cái mắt bây giờ mới hồi đen thế nhở.
Ôi, hồi sớm hơn tí nữa là Khỉ chết rồi. Ơ, Khỉ không về à? Ôi, Khỉ không về bây giờ có mắt rồi nha Khỉ ơi. Ok, một pha phản đam ăn mạng được Khỉ. Công nhận là cái mông này, cái bụng của béo ấy, nó ta to chà bá cực kỳ. Các bạn mà bị đập đập vô ấy, các bạn sẽ phản đam nha, cực kỳ đàn hồi. Cái bụng này thì có thể ép chết sấp mặt anh Khỉ Ngộ Không ngay lập tức. Rồi kéo, rồi mút. Ơi, choáng rất là lâu, rèn thế nhá. Quả đấy là mút được thì ok rồi. Thôi về đi bạn ơi, mình cũng hết máu rồi, cái pha bảo kê đấy là hết sức rồi. Rồi, té té nha, không đánh được. Về bạn ơi, chưa có kéo đâu, thôi về đi. Không được, về nha, tóc biến về đây. Kéo, nhưng mà kéo lại trúng con quái chứ. Đen dã mang khỉ này. Rồi, hên không được hên cho lắm, bạn đấy bị gõ vêu đầu. Về cũng không về, anh em thích đánh nhau thôi, mà kéo chuẩn rồi. Mút thì lại không chuẩn cho lắm, nhưng mà vẫn ăn được mạng của xịp đỏ nha. Xịp trận đấu này quá đen luôn, mình đã nói từ đầu rồi. Toàn con có khả năng khống chế cứng. Như thế này thì khỏi chơi game luôn nha bạn Superman. Big team phải nhìn team bạn, big tướng phải nhìn team bạn. Big kiểu này thì ngu người ngay. Không biết anh em có thích trang phục phi hành gia không nhở? Cái bộ phi hành gia của béo ý, theo hình ảnh của các bạn trong nhóm King of Boss chia sẻ ý, thì nó không kiểu màu xám giống kiểu Phoenix đâu anh em ơi, nó là kiểu màu đỏ. Kéo bạn Gim bằng team thì mình kéo nó rất là dễ. Còn kéo Vuver bây giờ nó không có góc này, kéo khá là khó này. Kéo, ok, có mạng này. 5-0 rồi, quá xanh luôn. Chơi các bạn ơi, chơi luôn. Để đánh cáo ơi. Trận này là cáo và béo đều có mắt nhưng mà không có trang phục phi hành gia. Hơi tiếc anh em ơi, trang phục chưa ra mắt nha, bây giờ mới chỉ có hình ảnh thôi. Còn trang phục cáo thì hôm trước mình đã review ứng kỹ năng với anh em rồi. Này thì đẩy này. Bạn xịp đỏ quá đen luôn. 6-0, không nói nhiều. Sánh như bát canh từ vị trí của anh béo. Rồi, không được, về bạn ơi, chạy thẳng một mạch luôn. Có lẽ là không chạy được rồi, bởi vì đi bạn có tunen. Vẫn chạy được kìa. Đừng chạy được, biết ngay là có tunen thì khỏi chạy luôn. Mút. Wow, hay thế nhở. Quá hay luôn, chứ không phải là dạng đùa đâu. Mút thế rồi, bạn đấy vẫn chạy được. Bó tay. Cố lên cáo ơi, sắp rất là kỳ rồi. Thôi xong rồi, về đi bạn ơi. Ăn được một mạng thì cũng phải trả lại cục vàng thôi. Nhưng mà rất may là Scott với Vena đến nha. Thôi bỏ đi bạn ơi. Từ từ nha, đội hình team mình này rất là mạnh thời điểm đầu game, nhưng mà đến thời điểm cuối game sẽ không mạnh bằng team bạn được. Vì team bạn là late game là con Khỉ này, con Slim này. Đấy. Rồi Superman tẹo lửa nó có đồ là nó thoát khỏi, nó đồ kháng phép ý. Nó kiểu là một combo của Veda, rồi nó chịu được những quả khống chế ý, thì cũng rất là nguy hiểm nha. Ok. Nhưng mà chỉ cần béo kéo trúng là ai ok ngay. Đó, trận đấu này béo vô cùng quan trọng nha, đừng khinh thường béo. Nhìn béo chơi nó cứ tù, nó cứ kiểu là nhàn nhã thế này thôi. Nhưng mà việc nhẹ nâng cao anh em ơi. Ok, ăn tạt thần đi. Wow, đẩy kìa. Có lên hên ơi, có bộ đỏ mà, dí kìa. Wow, đẩy kìa.
Lay thì đầy nè, trời ơi. Gắt phết nhưng mà chưa đủ. À đúng rồi, mấy anh em chơi đánh cao thủ đánh Superman ý, thường đánh khá là hay. Nhưng trận này bạn Superman xỉm đỏ là đen thôi. Đen thôi chứ đỏ cứ đi. Rồi, hai đường Mega. Có khi đẩy thẳng luôn được. Mút này, tốc biến này. Ờ nhưng mà có hoa giải khống chế rồi. Khỉ này. Khỉ chạy nhanh ra đây đấy nhở, nhưng mà khỉ lại đen rồi. Superman ra là chết này, làm đứa nó vả cho. Ok này. Rồi, kéo. Wow, bài này chơi khá là hay nhưng mà thôi anh game đi anh em ơi. Đêm dài lắm mộng. Và video clip Mô Việt thông báo với anh em là Phi Anh Gia Béo chuẩn bị xuất hiện đến đây hết rồi. Xin chào anh em, hẹn bạn clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.